Phật Pháp ứng dụng. Không có được học liên tục. Thật ra thì hôm nay chúng tôi cũng đi giảng ở Vĩnh Long rồi chiều mới về. Tôi quên cái vụ hôm nay là 29 là tối ở đây mình có sám hối đi. Tôi làm việc gần xong rồi cũng tính đầu ơi với dầu chơi chút. Tới bị nhắc nói là hôm nay sám hối, tối nay thầy còn giảng ở chùa, hết hồn. Phải tranh thủ quay trở về. Thì hôm nay chúng ta học tiếp Kinh Pháp Cú. Chúng ta học tới phẩm mới, đó là phẩm thứ 7, tức là phẩm A-La-Hán.
Xin thưa các vị, cái chữ A-la-hán này đối với người học Phật chúng ta thì quen hay lạ? Quen. Nói đó A-la-hán là quen. Và khi mà chúng ta nghe từ A-la-hán, chúng ta có một cái cảm nhận đó, một cái gì rất là thanh cao, là một cái quả vị gì chúng ta thấy cao quý, mà chúng ta quen thuộc cái từ này lắm mà chúng ta chưa hiểu. Vì vậy cho nên là hôm nay chúng ta học phẩm A-la-hán, chúng ta sẽ hiểu được thế nào là A-la-hán, và chúng ta sẽ hiểu được con người của A-la-hán như thế nào. Xin thưa các vị, theo tứ quả thanh văn, A-la-hán là cái quả vị cao nhất trong tứ quả thanh văn. Tứ quả thanh văn gồm Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Tu Đà Hoàng được dịch là Thất Lai, tức là những bậc này đã chứng thánh quả, nhưng mà những bậc này còn phải quay lại tái sanh trong cuộc đời này là 7 lần như thế, tức là sanh đi tử lại 7 lần thì mới có khả năng chứng đắc A-la-hán. Cho nên cái quả vị đầu tiên trong tứ quả thanh văn gọi là Tu Đà Hoàng, hay được dịch là Thất Lai, có nghĩa là người sanh đi tử lại trong cuộc đời 7 lần. Và các vị nên biết rằng những người ở quả vị Tu Đà Hoàng, người vẫn còn tham ái. Và cho nên những cái người cư sĩ Phật tử tại gia, đời sống có gia đình nhưng vẫn có khả năng chứng đắc Tu Đà Hoàng. Cho nên ở đây các vị nên nhớ là từng quả vị một nó phải hiểu thế nào, thánh nhưng mà thánh ở bậc nào. Cái quả vị thứ hai đó gọi là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm được dịch là Nhất Lai, tức là người đã tái sanh lại trong cuộc đời này một lần và sẽ không bao giờ quay trở lại cái dòng của tái sanh nữa, thì gọi là Nhất Lai. Cái quả vị thứ ba đó gọi là A-na-hàm, thì gọi là Bất Lai, tức là người không tái sanh cõi đời này nữa, nhưng mà tái sanh vào trong cõi trời một lần. Về cái quả vị cuối cùng là quả vị A-la-hán, tức là A-la-hán được dịch là Vô Sanh, tức là người sẽ vĩnh viễn không còn tái sanh vào cuộc đời này nữa. Nghe buồn không? Hả? Có nhiều người chúng ta suy tư vậy nè, làm Phật để làm gì ta? Đúng không? Khi đau khổ quá thì muốn làm Phật, đúng không? Bị nhiễm ô, bị tham dục, bị ganh tị, bị hờn ghét, bị thành bại, bị tất cả mọi thứ phiền não chi phối, chúng ta muốn thành Phật để sống thanh nhàn. Nhưng mà những chi phối đó qua rồi, thanh nhàn tự nhiên muốn làm người chứ không muốn làm Phật. Có phải không? Cho nên nhiều khi ngồi các vị, nhiều khi các vị tư duy nhiều cái lý thú á, nhiều khi hỏi tôi làm Phật để làm gì thầy? Các vị có cảm giác như một vị Phật rất là buồn, đúng không? Phật tối ngày ngồi trên chánh điện liêm diêm như vậy, tỉnh tạ vậy, không biết đó để làm gì, trong khi cuộc sống còn quá nhiều cái chuyện bon chen vui chơi này kia kia nọ, rồi làm một ông Phật để làm gì? Tự nhiên ngồi vắng lặng vậy chắc là buồn chết đi thôi. Chúng ta buồn giùm ông Phật. Có phải không? Ông Phật buồn giùm chúng ta hay là chúng ta buồn giùm ông Phật? Hả? Các vị buồn giùm ông Phật hay là ông Phật buồn giùm các vị? Hả? Hay là buồn qua buồn lại cho nó toại lòng nhau? Xin thưa tất cả các vị, cho nên cái điều này khi mà chúng ta học đây chúng ta mới biết. Chúng ta là một con người phàm phu đầy nhiễm ô, đầy tham sân si và dục vọng. Thật ra chúng ta không đo lường được cảnh giới của bậc thánh đâu. Và chúng ta không nghĩ rằng một bậc thánh như thế nào. Chúng ta cứ mang máng thôi. Ở đây nếu các vị nào có nghe bài giảng của thầy về Kinh Kim Cang 10 bài như thế, tức là 10 bộ đĩa như vậy giảng về Kinh Kim Cang, các vị có nghe thầy phân tích rất kỹ trong quả vị tứ quả thanh văn là A-la-hán, từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán, những quả vị này tu tập và chứng đắc nó có từng bậc rõ ràng như thế nào thì trong đó rất là rõ. Thật ra hôm nay thầy phân tích các vị cũng được, nhưng mà nó hơi dài dòng. Thầy chỉ nói cho các vị với một cái tính cách là gợi ý thôi, để cho chúng ta hiểu về nguyên tắc tu tập chứng đắc, để mai này tình cờ ai đó trong một trạng thái này thì các vị biết rằng tôi đã chứng quả Tu Đà Hoàng rồi, đúng không? Thì mình dựa vào những cái tiêu chuẩn này nè, mình sẽ biết mình chứng quả gì, đúng không?
Mai này các vị tu tập mà các vị có chứng quả gì đó thì các vị dựa vào đây các vị sẽ biết rất rõ mình chứng quả gì. Nhưng trừ ra điều đừng nói thầy lúc này tôi chứng A-la-hán rồi nha. Lúc đó tôi kinh dị đúng không? Cho nên ở đây trên nguyên tắc của Phật học, một vị mà chứng được, nếu đã xác định được rằng mình đã chứng được quả vị Tu Đà Hoàng, là Thất Lai, là địa vị đầu tiên trong tứ quả thanh văn, người này phải đoạn được ba hạ phần kiết sử, với thuật ngữ chuyên môn của nó là thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Thân kiến là không có nhận lầm về thân nữa, tức là con người bắt đầu vô chấp và không dính mắc về bản ngã, về thân xác. Quan niệm về tính chất vô thường, vô ngã, giả tạm của thân xác, người này có trí tuệ nhìn thấy rất rõ ràng, và bắt đầu người này bắt đầu ly cái khả năng dính mắc về thân, một cái nhìn nhận rất đúng về tính chất vô thường của thân, vô ngã của thân, tạm bợ của thân. Khi quan niệm rất rõ như thế thì người này chứng đắc cái đầu tiên, đó là thân kiến, tức là cái nhìn nhận đúng đắn về thân vật chất này. Giới cấm thủ có nghĩa là một người đã đạt được quả vị Tu Đà Hoàng là người này không còn nhìn nhận về sự lầm lạc về tất cả các cái giới điều trong Phật pháp, không có chấp thủ ở những cái vấn đề gọi là những cái giới pháp sai lầm, không còn lộn lạo giữa Phật học hay là giới luật của Phật và tất cả những cái ngoại đạo nữa. Người này sẽ giữ tuân thủ giới luật một cách đúng theo lời Phật dạy, và đúng chính xác đó là của Phật pháp, của chân lý, chứ không bị nhầm lẫn nữa. Thân kiến giới cấm thủ tức là không chấp vào tất cả những cái mà gọi là những bảo thủ về những giáo điều sai lầm. Nghi tức là người này không còn ngờ vực trên con đường giải thoát. Cái người chứng quả vị Tu Đà Hoàng, người này biết rất rõ có thể là một kiếp đến bảy kiếp mình sẽ thành tựu quả vị A-la-hán. Người thầy thấy rất rõ đường đi nước bước của mình từ khởi điểm cho đến mục đích cuối cùng của mình chứng đắc quả vị. Thành ra người này không còn lầm lẫn và không có thể rơi lọt vào trong bất cứ những con đường ác đạo nào, địa ngục, ngạ quỷ hay là súc sanh, hay là tất cả những con đường lạc hướng nữa. Một ngày nào đó các vị tự thấy rằng mình có ba điều này, tự nhận ra rằng mình không còn dính mắc và chấp thủ về bản thân, không còn nhìn nhầm lẫn về tất cả những giáo điều, những giới cấm thủ sai lầm, và điều cuối cùng là thấy rất rõ con đường giải thoát của mình, mặc dầu phiền não vẫn còn, nhưng mà thấy rất rõ cái lộ trình giải thoát, không còn nghi ngờ gì nữa, thì cái điều này các vị bắt đầu bước lên thềm thang của một người chứng đắc quả vị Tu Đà Hoàng. Xin hỏi đại chúng ở đây, ai bắt đầu được phân nửa Tu Đà Hoàng à? Ai bắt đầu bước lên thềm thang của Tu Đà Hoàng à? Đưa tay lên cho tôi chúc mừng chàng pháo tay coi. Lặng lẽ sao thấy buồn vậy? Hay là chúng ta thấy rằng á, chúng ta thấy trần gian này rất là vui, chưa muốn bước lên cửa thánh đúng không? Tôi nhớ ngày xưa Bùi Giáng có mấy câu thơ cũng hay. Ngày sẽ hết, ta sẽ không ở lại, ta sẽ đi và không biết đi đâu, nhưng ta nhớ trần gian này mãi mãi, vì nơi đây ta sống đủ vui sầu. Tức là yêu mến cuộc đời này, không muốn bỏ, đúng không? Cho nên chính cái chỗ đó mà gọi là ai bắt đầu bước lên quả vị Tu Đà Hoàng, người này nhìn người kia, bà chứng đi, tôi không chứng đâu. Đúng không? Cái quả vị thứ hai đó là Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm có nghĩa là nhất lai, tức là một người chỉ tái sanh vào cuộc đời này một lần nữa thôi. Trong cái từng bậc để gọi là xác định được rằng một người này chứng đắc quả vị Tư Đà Hàm, thì người này phải thành tựu, phải chấm dứt ba hạ phần kiết sử và phải làm muội lược hai. Ba hạ phần kiết sử: thân kiến, giới cấm thủ, nghi. Và làm muội được hai có nghĩa là làm yếu đi tất cả những tập khí phiền não này, hai loại này, đó là tham dục và sân hận. Một quả vị tức là đoạn dứt ba phần đầu rồi, và phải làm yếu đi hai, đó là tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Tức là tham những cái tham dục này nó phải yếu đi. Một cái nữa là sân hận, tức là sân si, tập khí phiền não cũng phải giảm đi. Thì ngoài ba hạ phần kiết sử còn làm yếu đi hai cái này nữa thì người này đạt được quả vị Tư Đà Hàm. Quả vị thứ ba là quả vị Ana Hàm, thì được dịch là Bất Lai, có nghĩa là người này không còn tái sanh lại cuộc đời này nữa.
Và người này phải chấm dứt năm hạ phần kiết sử, thân kiến, giới cấm thủ, nghi, tham dục và sân hận. Năm cái này phải dứt luôn hoàn toàn trong tâm thức của một vật gọi là chứng đắc quả vị A-na-hàm. Và cuối cùng là quả vị A-la-hán, tức là quả vị vô sanh. Thì người này phải chứng đắc, chấm dứt năm hạ phần kiết sử. Vị này cũng phải chấm dứt luôn năm thượng phần kiết sử là tham sắc, tham vô sắc, mạng, dao động và vô minh. Năm cái phần này gọi là năm thượng phần kiết sử. Các vị nghe lại bài giảng trong Kinh Kim Cang khoảng cỡ tập 4, tập 5 đó, thì các vị sẽ rõ về phân tích này. Thầy chỉ giới thiệu cho các vị có một cái lộ trình, có cái khái niệm như vậy thôi, để các vị biết rằng tính chất tu tập trong con đường của Phật học nó rõ ràng từng bước một như vậy. Và tự thân của người chứng đắc phải xác định được cái khả năng chứng đắc của mình, chứ không phải là mơ hồ. Và vì vậy một bậc đã được gọi là A-la-hán phải đủ ba ý nghĩa: một là sát tặc, hai là vô sanh, ba là ứng cúng. Khi gọi A-la-hán là gì? A-la-hán là một bậc của con người đã chứng đắc quả vị cao nhất trong tứ quả thanh văn. Người này phải đủ ba ý nghĩa: sát tặc, vô sanh và ứng cúng. Như vậy sát tặc là gì? Sát tặc là giết giặc. Chữ giặc ở đây không có mang cái nghĩa để đi ra ngoài đấu trường để mà bắn nhau, phải không? Cái chữ giặc ở đây nó mang nghĩa là giặc phiền não. Một vị mà chứng đắc A-la-hán, người này phải đoạn dứt tất cả các phiền não, giặc phiền não trong tâm. Cái vị đó gọi là sát tặc, tức là giết giặc phiền não là trong lòng không còn phiền não nữa, hoàn toàn thanh tịnh, không còn dính mắc nhiễm ô. Cái này gọi là vô lậu, tức là không còn rơi lọt trong tam giới nữa. Thứ hai là vô sanh, tức là người này không còn tái sanh trong cuộc đời. Một câu định nghĩa rất thông thường trong kinh tạng của Nikaya để nói về một con người khi chứng đắc quả vị này, hay là đây cũng là một lời tuyên bố của Đức Phật ngày xưa khi Ngài đã chứng đắc quả vị tối hậu nhất trên con đường giác ngộ. Ngài nói rằng: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, ta không còn tái sanh lại cuộc đời này nữa. Đây là một câu rất quen thuộc trong các tạng kinh Nikaya mà chúng ta từng đọc. Như vậy khi tuyên bố chúng ta không còn tái sanh lại cõi đời này nữa, đó là những con người đạt được vô sanh, tức là không còn cái sống chết, không còn tái sinh. Cái thứ ba có nghĩa là ứng cúng. Ứng cúng có nghĩa là người này đủ phước đức và trí tuệ, đủ đạo hạnh, đủ công đức để cho tất cả nhân thiên cúng dường. Tức là người này có khả năng để nhận tất cả các cúng dường mà không còn phải bị tổn phước hay là thế này thế khác trong cuộc đời này nữa. Người đó đã làm nền tảng phước điền cho tất cả mọi chúng sinh gieo trồng hạt giống Bồ Đề. Bây giờ một tu sĩ như tôi là một người chưa có khả năng chứng đắc về điều đó. Tôi là một phàm phu tăng, tôi đi thọ nhận tất cả những sự cúng dường của các vị, từ quần áo, ăn uống, thuốc men, tất cả, hay là gọi là tứ sự, hay là những vật dụng khác mà các vị cúng dường. Tôi phải tâm tâm niệm niệm rằng tôi mắc nợ đàn na. Tôi thọ nhận của các vị là tôi mắc nợ các vị. Trong tứ ân nó gồm có ân mà ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân tổ quốc, ân đàn na thí chủ đó. Thì cái ân đàn na này là tu sĩ phải dính mắc. Có nghĩa là chúng ta chưa đủ cái khả năng một cái bậc hoàn toàn thánh thiện như A-la-hán. Thì ở đây chúng ta hoàn toàn khi thọ nhận sự cúng dường của tất cả thập phương tín thí để họ gieo trồng phước báo. Họ cúng dường chúng ta, họ có phước báo, nhưng ngược lại chúng ta là người phải tổn phước bởi sự cúng dường đó. Vì vậy ở đây chúng ta phải nợ tất cả những đàn na thí chủ về những sự cúng dường này. Cho nên nếu một người mà tu sĩ bình thường khi thọ nhận bữa cơm không có được tự tại như các bậc thánh. Các bậc thánh là một người để gọi là tự tại, có nghĩa là bậc ứng cúng là đủ đạo đức và đầy đủ mọi phước báo để thọ nhận cúng dường. Cho nên các ngài rất tự tại trong mọi thứ, chúng sinh càng gieo trồng càng nhiều càng có phước báo tốt. Nhưng mà ở đây một phàm phu như chúng ta mong cầu để chúng sinh cúng dường nhiều, đó là nguy hiểm. Chúng ta thọ nhận càng nhiều, chúng ta sẽ thiếu nợ thiên hạ càng lắm. Và vì vậy chúng ta bị nghiệp ràng buộc trong những sự thiếu nợ này. Vì vậy những chén cơm manh áo trong một nhà tu mà dai của đàn na thí chủ là bất đắc dĩ để nuôi thân, để hành đạo phải dai. Còn nếu không cần thiết điều này, đừng quan trọng tới điều đó. Và quan trọng nhất, đừng dai thiên hạ là tốt hơn, để mình đừng thiếu nợ hay là đừng bị tổn phước. Vì vậy khi một chư tăng hay là những người tu khi bưng cái chén cơm ăn thông thường của thí chủ, không phải ăn bình thường, ngoài tam đề còn có ngũ quán, trong ngũ quán là
nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nhị thổn kỷ đức hạnh toàn quyết ứng cúng, tam phòng tâm ly quá tam đẳng vi tông, tứ chính sự lương dược vi liệu hình khô, ngũ vi thành đạo nghiệp ưng thọ tử tực. Khi bưng chén cơm ăn, trước khi ăn phải để trên trán, cúng xong rồi phải để thầm khấn nguyện năm điều quán nguyện này. Điều quán nguyện thứ nhất là nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, là một, xét kể công nhiều ít của những kẻ từ phương xa mang lại. Nhị thổn kỷ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng, hai, xem lại mình có cái đức hạnh gì đủ hay thiếu mà để thọ của cúng dường này. Tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tông, ba là phải tu hành, là phải quyết ngăn trừ tham sân si là cội gốc. Tứ, chánh sự lương dược vi liệu hình khô. Bốn, thức ăn mình hãy xem như là món thuốc để chữa bệnh khô gầy. Năm, ngủ vi thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực. Năm, vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này. Sau năm lời quán nghiện này tự xét đáy lòng mình rồi mới bắt đầu ăn một chén cơm. Vì vậy nếu một nhà tu ăn chén cơm mà tán tâm tạp thoại, nói chuyện lung tung, thì lại không tiêu của đàn na tính thí. Mà trong bài phục nguyện là, chúng ta có cái bài phục nguyện là: Phật chế chúng tăng thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại tính thí nan tiêu, là chỗ này. Phật dạy rằng Phật chế chúng tăng thực tồn ngũ quán là người tu khi ăn phải gìn giữ năm phép quán. Tán tâm tạp thoại tính thí nan tiêu, tán tâm nói nhảm, ăn nói mà không có chánh niệm trong giờ ăn là làm không tiêu của tính thí. Các vị thấy ghê gớm chỗ này. Còn rất dài mà tôi không muốn nói điều đó. Như vậy tôi muốn nói lên cái điều gì? Một tu sĩ bình thường như thế này, khi thọ nhận bát cơm của chúng sinh của đàn na thí chủ, hay là thọ nhận một tấm vải chiếc áo từ thiên hạ cúng dường, không đơn giản tí nào đâu. Cho nên có những người nói: thầy chùa giờ sướng quá, ăn ở không, không có người còn cúng ăn nữa. Tôi nói: giỏi quá, vô đây ăn. Ai nói sao tôi không biết, nhưng mà tôi là như thế. Tôi nói: giỏi quá, vô đây ăn, tôi cúng cho ăn. Những tu sĩ khác là đàn na thí chủ cúng, còn các vị nào mà nói đó: vô đây tôi cúng, tôi đi xin về tôi cúng. Cho nên ở đây đừng có đơn giản những cái điều như vậy. Mình thấy người ta ngồi ăn để thế này thế kia, cái mình nói là sướng quá này kia kia nọ. Xin thưa các vị, cái gì cũng có phải giá phải trả của nó. Trên cuộc đời không có cái gì mà bất công như thế cả. Tất cả mọi thứ chúng ta đều phải trả dai một cách sòng phẳng giữa cuộc đời này. Gian manh hay là lợi dụng lòng tin của tín đồ để làm bất cứ chuyện gì cũng phải hoàn lại trả tất cả những thứ gì mà mình dai của chúng sinh bằng một cách lừa dối và không chánh tâm. Đừng nói chuyện đơn giản như vậy. Nhân quả trời cao lồng lộng, tất cả là quy luật. Cho nên Phật tử làm một việc gì, cúng dường này kia kia nọ, về quy luật nhân quả đừng bận tâm. Chúng ta đã cúng dường là chúng ta có phước. Cho dù kẻ đó gạt chúng ta thì chúng ta có ức, nhưng mà nhớ kỹ, chúng ta đã làm cái phước báo đó là chuyện của chúng ta rồi. Còn cái kẻ tiêu thụ đó tầm bậy, nó gạt chúng ta, quả báo đó của còn lại là của nó. Sự cúng dường của chúng ta không mất bao giờ. Chúng ta đã làm bằng cả thành tâm. Cho dù kẻ đó dối gạt chúng ta thì cái chuyện đó nó lãnh đủ. Còn chúng ta đã làm thì xong. Cho nên vừa rồi có một cái cô Phật tử này ở Sài Gòn, ở trên Bình Thạnh. Xin thưa các vị, cổ nói cái chuyện này cổ ức mà cổ xuống cổ tìm tôi. Sau khi cổ trao đổi với tôi, cổ nói là bây giờ cổ bị một cái người giả dạng sư cô gạt cổ, lừa cổ là nói là in kinh ấn tống rồi đúc tượng đúc gì ở đâu đó. Bây giờ cổ gửi tiền cho đã rồi cuối cùng á, vô tâm bạc tính mất tiêu, không liên hệ được. Tôi nói thật với các vị, trong xã hội này cái gì nó cũng có hết á. Chính cái hình ảnh này nó làm ảnh hưởng đến Phật giáo không nhỏ. Nhưng mà sự thật mặc kệ. Những hình ảnh tu sĩ đi bán nhang, những hình ảnh tu sĩ đi cầm sổ, đi xin về cất chùa, đúc tượng, in kinh, tất cả những cái này là giả mạo. Những người đi làm giả mạo này toàn là nói ở đâu không à? Ở miền Trung, ở Huế, ở Đà Nẵng, ở ngoài Đắk Lắk gì đó. Ở những cái xứ sở nào mà các vị không thể đi đến được thì nó mới nói. Tôi nói thật với các vị, những người khất thực hôm nay trên đường phố là giả mạo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra thông tư, tất cả tăng ni cho dù hệ phái cũng không được quyền đi khất thực. Giữ lắm lợi trong tịnh xá, muốn giữ truyền thống thì đi một khoảng nào trong cái khúc của tịnh xá chính mình mà thôi, không có đi lang thang nữa.
Và vì vậy bất cứ người nào trong giai đoạn này, trong vòng mấy năm qua mà đi khất thực, toàn là giả mạo cả, không phải là một người tu đúng theo Phật giáo. Tôi nói để cho các vị hiểu luôn, để khỏi cần bận tâm. Cho nên đừng thấy ở ngoài có một người ăn mặc rách rưới hay là đường hoàng ôm cái bát rồi đi về, các vị nghĩ chân tu. Đó là gạt gẫm không, cái không có chân tu gì cả. Nhiều khi 1-2 giờ trưa tôi cũng thấy những người ôm bát đi khất thực. Tôi nói thật sự, thậm chí tới giờ giấc mà còn không biết để đi khất thực thì các vị hiểu là cái gì rồi. Thậm chí mặc chiếc áo như tu gì cũng đi khất thực. Chiếc áo này là không có đi khất thực. Chiếc áo khất thực là chiếc áo khất sĩ mà quấn đó, là chiếc áo đó là chiếc áo khất thực. Do nó không biết cho nên nó tưởng áo nhà tu nào cũng đi khất thực. Nhiều khi mặc chiếc áo đà giống tôi đi đường vậy đó, nó cũng mặc cái nó xách cái thao đi khất thực vậy nè. Tôi nói thật, mỉa mai quá đáng không. Nhiều khi đi mình thấy mình bị bôi bát dễ sợ luôn á các vị. Mà cái sự thật là tôi nói để các vị cảm thấy rằng người đi khất thực chân chính không có đi như vậy là thứ nhất. Thứ hai, đúng nghĩa người khất thực không có nhận tiền, nhưng mà những kẻ này là phần lớn muốn nhận tiền chứ không muốn nhận đồ ăn. Tại vì nó ăn mặn chứ đâu ăn chay. Còn các vị cúng chay chứ đâu cúng mặn. Thành ra nhận tiền mới mua đồ ăn được. Các vị cúng về nó biết tiêu thụ làm sao. Nhưng mà không lẽ đem lại cúng tôi, nói mình cúng mặn cho tôi đi. Thành ra cái này các vị thấy, có những người còn bày ra cái chuyện nè, làm một cách khổ hạnh, không đội nón, không mang dép chà lớp dưới đất á, thậm chí đi một lại một lại rồi bưng cả lớp như vậy để chứng tỏ sự khổ hạnh trước bàn dân thiên hạ. Đây là những cái kẻ mà gọi là gạt đời bằng cái cách là chịu đấm ăn xôi. Tất cả những cái này tôi muốn nói với các vị, Phật giáo bây giờ bị lạm dụng rất nhiều những hình ảnh này. Những người nào đến nhà các vị mà bán nhang bán này để nói là cho trẻ mồ côi, cho xây chùa, cho đúc tượng rồi nữa, các vị mời đi ra giùm tôi đi, mời bán chỗ khác đi, tôi đang có nhu cầu này, mời thẳng. Còn các vị thấy rằng hình ảnh ông thầy tu, các vị sợ tội đúng không? Phần lớn sợ tội cho nên không dám đuổi. Đừng vẽ đường cho hu chạy, phải không? Bằng sự tính tâm mà thiếu trí tuệ của chúng ta, bằng lòng tin quá mà chúng ta không có phân tích hiểu biết, chúng ta dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Cho nên ở đây tôi muốn phân tích đến cái góc độ đó, để các Phật tử chúng ta phải nói với nhau cho biết về những điều này, để mai này chúng ta đừng bị những kẻ xấu lợi dụng để làm cho bôi bác về Phật giáo. Trở lại vấn đề, trong cái việc của một bậc thánh là một con người có đủ sức để ứng cúng cho tất cả mọi người mà không bao giờ mang nợ của thí chủ, không bao giờ mang nợ của đàn na nữa. Còn tất cả chúng ta, những con người tu tập bình thường, chúng ta phải tái sanh trong cuộc đời để trả nợ này. Cho nên chư tổ có khuyên răng một cái câu mà chúng ta nên nhớ: kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng, là chỗ này. Đời này tu hành không giác ngộ được thì đời sau phải mang lông đội sừng để trả nợ lại áo cơm cho đàn na thí chủ đó, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Cho nên các vị biết rằng một cái người tu sĩ thọ nhận bát cơm đàn na tín thí không hời hợt tí nào, sử dụng những gì của đại chúng của thiên hạ cúng vào không dễ tí nào. Tôi nói thật sự các vị, ở tại tu viện mình, mỗi một lần tôi xuống nhà bếp tôi phải coi cái người ta cúng cái gì, thế nào, tôi phải chỉ đạo sắp xếp cho mấy chú tận dụng như thế nào, đừng phí phạm của đàn na thí chủ. Phải biết cái món nào ăn trước, món nào ăn sau, món nào ăn hôm nay, món nào ăn ngày mai. Không biết cái đó để người ta cúng vào đây dư giả, hoặc là không biết sử dụng, để những cái người ta cúng còn tốt không dùng để thúi bỏ, đó là chúng ta phải mang nợ với thiên hạ, phí phạm của tam bảo, chúng ta bị tội. Thành ra chuyện đó dứt khoát là không bao giờ tôi để như vậy. Một trái cà người ta gửi vào trong đây, cho dù trái cà thúi, nhưng mà nếu mà chúng ta lật bề nào đó chúng ta còn sử dụng được thì chúng ta cũng dạt cái thúi bỏ, mà chúng ta lấy lại cái phần còn lại để chúng ta dùng. Dứt khoát không có thấy như vậy rồi đem bỏ một cái sọt vô sọt rác. Ở chùa là như vậy. Tôi ngày xưa với các vị, những năm tháng mà 87, 88, 89 á, những năm tháng ở chùa mà tại tổ đình Phước Hậu là những chùa quê, các vị biết cuộc sống rất là khó khăn. Cho nên chiều nào cũng phải đi xuống chợ á, xách cái vỏ đệm như thế này nè, đi xuống chợ mà những cái nơi mà người ta bán, mà gọi là nơi bán rau hành cải đó, chúng ta phải xách cái vỏ đệm đi 2-3 chú gì vậy đó, cái đến ngay cái trước cái chỗ người ta bán.
Rồi cái mình hỏi là cô ơi hay chú ơi có gì cho chùa không? Thì trong một ngày người ta bán, người ta sẽ lột cái lá bắp cải, hoặc ta lấy trái cà hư, hoặc củ phai lang sùng gì đó, ta gom lại những cái đó mà còn ăn được nhưng mà ta không bỏ, ta gom vô đống đó ta để người ta chỉ mình. Thì mình sẽ lại hốt cái đống đó, bao gồm cả lá cải, cả bầu, cả mướp, cả cà, vân vân, nhiều thứ gì vậy, củ sắn gì đó, rồi lung tung. Thậm chí mình đi xin có những cái chỗ mà thật sự người ta không có thì người ta hốt bè ba trái cà, người ta nói nè nè này cho tôi gửi cho chùa. À, thì lúc đó mình cũng lấy ra mình nhận. Mình đi một buổi chiều nguyên cái giải hàng bán vậy, rồi mình về chùa hai ba vỏ điểm như vậy đó. Rồi sao mình mới đổ ra, rồi trong chùa mình mới xúm lại nhau, mình mới phân ra cái nào là lá bắp cải, nào là bồ ngót, cái nào là rau, cái nào là hành gì đó, chúng ta chia ra rồi để bắt đầu mới tiễn lại coi cái nào ăn được, cái nào không. Sau khi tiễn xong rồi chúng ta mới phân, à cái này là để kho, rồi cái này là để xào, cái này nấu canh. Cho nên ngày xưa đó, cái món kho của chùa không phải là một món, mà kho cái là cái gì kho được là mình gom lại, cho nên ở trong đó 5-7 thứ ở trong đó, nó dạt, nó cắt tùm lum như vậy là kho. Xào chúng ta cũng xào bần như vậy, cũng 5-7 món chúng ta chung vô chúng ta xào. Nấu canh được thì chúng ta cũng gom vô vậy, chúng ta nấu nồi canh cũng 7-8 thứ ở trong, mà ăn rất ngon, hạnh phúc vô cùng. Bây giờ đủ thứ tràn gian đại hải nhưng mà nuốt không nổi. Bởi vậy tôi nói thật sự á, ta nói là đói cơm khát nước tèm lem, mà no cơm ấm áo lại thèm nọ kia là chỗ này. Ngày xưa tôi không biết ăn như vậy mà nó ngon các vị. Ăn nó ngon vô cùng, đạo vị mà mình thấy hạnh phúc khi mà mình lên một bữa ăn lắm kìa. Còn bây giờ tôi thấy đồ toàn là đồ nguyên, đồ tốt, người ta cho đồ tươi không. Mà đôi khi thật sự nói thật lòng, không phải con người mình nó sao không hiểu, nhưng mà đôi khi ăn không nổi. Có phải bị già ăn không nổi không? Năm nay tôi thấy tôi cũng già đó, cổ máy này chạy nó cũng sắp già đó chứ, đúng không? Cho nên tôi nói thật, những tháng ngày như vậy chúng ta sống, chúng ta có những cái hạnh phúc và những kỷ niệm trong cuộc đời của nhà tu. Mà tôi nói thật, những ngày đầu mà bắt tôi làm cái đó tôi mắc cỡ dữ lắm các vị. Tôi nói thật chị, hồi đó đi đâu đi ra ngoài đội cái nón tai bèo vậy nè, cái vành rộng rộng nè, lần đầu tiên mà tôi biết đi làm chuyện đó hả các vị biết hả, tôi nắm cái vạt tôi kéo tôi che cái mặt tôi đi nè. Tôi mắc cỡ, mình đâu có biết cái gì đâu, mình ngại hả? Xưa nay đâu có đi xin cái kiểu này hả? Rồi mình ngại, cho dù nghèo nhưng mà cũng không có đi xin. Thành ra khi mà về á, chúng ta học tu rồi chúng ta mới thấy cái ơn đức của đàn na, cái quý cái tiện của nó như thế nào rất là rõ ràng. Mà người phải sống trong một cái hoàn cảnh từ khổ đau như vậy thì mai này lớn lên, quả mai chúng ta mới trân trọng những gì trong cuộc sống và những gì chúng ta có được. Còn nếu chúng ta sống một cách đầy đủ và sung túc quá thì trong cuộc đời chúng ta không biết quý trọng những cái này, chúng ta sẽ dễ dàng để phí phạm của đàn na thí chủ. Cho nên các vị thấy rằng ở đây chúng ta đọc là các bậc thánh. Các bậc thánh là một người hoàn toàn không có vi phạm mà cũng không có bị dính mắc những chỗ này. Và các bậc thánh có một điều vô cùng quan trọng là dường như ăn cái gì cũng tiêu hóa cả các vị. Cho dù đồ đó nó có một cái chút gì đó nó không được gọi là vệ sinh lắm thì dường như các ngài ăn vẫn tốt như thường. Cái đó là điều mà tôi thấy cảm thấy lạ. Tôi đọc trong sử của ngài Ca Diếp á, các vị biết không? Ngài Ca Diếp là đầu đà đệ nhất trong thập đại đệ tử của Đức Phật. Đầu đà đệ nhất có nghĩa là người sống khổ hạnh, người sống khắc khổ. Các vị biết mà khi mà đi sinh á, người ta cho những cái loại thức ăn mà gọi là phân quế dơ của dòi đồ này kia kia nọ đã cũ rồi đó. Cái người này nghèo quá đi, cho nên là không có gì để cúng, mà đi sinh ở đâu đó được, người ta cho mẻ gì đó về, nó dơ nó xấu vậy đó. Mà Ca Diếp quán chiếu thấy rằng cái nghiệp bà này nghèo là do bà nhiều đời, bà ích kỷ, bà không bố thí, bà sang tham này kia, bà mới nghèo khổ như vậy đó. Cho nên ngài Ca Diếp mới gần gũi lại, mới xin, nó bà hãy cho tôi bát cháo này đi. Bà này bà mới đưa ra, nó bát cháo gớm như vậy ông ăn được không? Ngài Ca Diếp nói là bà đừng bận tâm cái điều đó, bà cứ thành tâm bà nghĩ cái món này bà trân quý mà bà hãy cúng cho tôi. Và các vị biết rằng khi mà minh họa lại, khi bà đổ cái bát của bà đó, nó đầy dơ quế trong trọng, đổ vô, ngài Ca Diếp vẫn bình thản uống hết cái bát cháo như vậy. Thấy rất là tởm như vậy. Nhưng mà đối với các bậc thánh dường như cái vấn đề nó không có cái gì xảy ra cả.
mình uống một cái chắc mình đi bệnh viện liền, mình sút ruột mà không sống nổi không biết hả? Cho nên nó có những cái mà gọi là cái siêu phàm trong các bậc thánh nó đặc biệt như vậy. Nên ở đây khi mà chúng ta học về phẩm A-la-hán này, chúng ta thấy rằng nếu chúng ta có dịp để tìm hiểu trong Phật giáo, chúng ta tìm hiểu đời sống của các bậc thánh, nó tuyệt vời làm sao mà chúng ta thấy rằng đúng là mình phàm phu ngu muội thiệt. Mình khổ đau, mình dính mắc, mình bị đanh dây bởi đủ thứ điều. Nhưng mà tất cả các bậc thánh người ta sống hoàn toàn thông dong tự tại, cho dù cuộc đời vốn thành bại được mất như thế này, chẳng có gì để gọi là bận tâm. Và nếu ở góc độ của Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Nam truyền thừa nhận Đức Phật cũng chỉ là một bậc A-la-hán thôi chứ không gì cả. Về học thuyết của Phật giáo Nam truyền, nhưng chỉ có đặc biệt, người ta nói rằng Đức Phật là một bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Có thêm chữ chánh đẳng giác nữa, có nghĩa là một bậc A-la-hán giác ngộ hoàn toàn, là một bậc gọi là siêu phàm nhất, là một bậc thầy. Thừa nhận là một bậc thầy, nhưng mà một bậc thầy cũng thành tựu quả vị tối cao trong con đường tu tập, đó là A-la-hán, tức là một người dứt hết tất cả các lậu hoặc, phiền não và nhiễm ô. Cho nên khi chúng ta học phẩm A-la-hán này, có những cái điều mà chúng ta thấy, chúng ta đọc, chúng ta ngờ ngờ, nó không, chúng ta khó cảm nhận, là bởi vì cái đó là cái quan điểm, cái đời sống, cái tâm thức của một bậc thánh, thì đôi khi chúng ta khó mề mà nắm bắt được những cái điều này. Chúng ta đọc cái câu thứ nhất trong cái phẩm A-la-hán, chúng ta đọc là người đã giải thoát hết thảy, đã dứt hết thảy buộc ràng, là người đi đường đã đến đích, chẳng còn chi lo sợ khổ đau. Mình thấy cái câu Phật ngôn này nói về đến đời sống của các vị A-la-hán là như vậy. Ngàn đời thật ra chúng ta khó mà bì được đến cái mức độ này. Chúng ta không thể nào thông dong tự tại như các bậc thánh này. Cho nên người đã giải thoát hết thảy, đã dứt hết thảy buộc ràng. Giải thoát ở đây là có nghĩa là không còn bị ràng buộc trong bất cứ một thứ nào, phiền não, nhiễm ô, tiền tài, danh sắc của cuộc đời, không còn bận tâm nữa. Và đã dứt hết tất cả buộc ràng, tức là không còn gì cuộc trói được người này. Cả cái sanh tử cũng không cuộc trói được tất cả các bậc A-la-hán nữa. Các vị nên nhớ, trong kinh có nêu lên như thế này: một bậc đã chứng đắc A-la-hán rồi thì người này có quyền kéo dài tuổi thọ mình một thời gian nữa, hoặc cũng có thể kết thúc mạng sống mình nếu thấy cần. Bây giờ một vị chứng đắc A-la-hán, nếu thấy rằng năm nay mình đã 90 tuổi rồi, nhưng mà một vị này chứng đắc A-la-hán muốn rằng mình có thể gắng sống 100 tuổi vì lợi ích cho chúng sinh trên cuộc đời này, mình cần thiết, thì người này có thể kéo dài tuổi thọ đến 100 tuổi là chuyện bình thường. Hoặc nếu mà người này đang 70 tuổi mà thấy duyên giáo hóa chúng sinh đã hết, và thay vì người này tới 80 tuổi mới chết, nhưng mà người này đã 70 tuổi mà cảm thấy rằng duyên hóa độ chúng sinh không còn, thì người này không cần thiết có mặt trên cuộc đời. Người này sẽ thâu thần thị tịch trước khi thọ mạng chấm dứt. Tức là một bậc thánh có quyền quyết định cho sự sống chết của mình mà không bị nghiệp ràng buộc và dẫn dắt đi trong luân hồi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng có nêu, khi Bồ Tát đi vào trong địa ngục để làm việc lợi ích cho chúng sinh, ở đây các vị Bồ Tát không thể do nghiệp lôi kéo được, mà Bồ Tát đi vào trong địa ngục để giáo hóa chúng sinh, thì những bậc thánh đó đi vào trong địa ngục để giáo hóa chúng sinh là đi bằng nguyện lực chứ không phải đi bằng nghiệp lực. Tức là nguyện lực mà vào trong đó chứ không phải là nghiệp lực. Chúng ta mà vào trong đó là nghiệp lực. Chúng ta đâu có muốn vào đâu mà nghiệp nó kéo thành ra vào chứ ai muốn. Có ai muốn vô địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không? Không. Nhưng mà bây giờ nghiệp nó kéo thì làm sao? Còn các ngài nếu vì chúng sinh mà độ thì các ngài vì nguyện lực. Cho nên nó có một cái là như gì? Có những Bồ Tát mà để đi vào trong địa ngục, nếu không cần nguyện lực thì các Bồ Tát lưu hoạt mà vào, tức là không chấm dứt nghiệp chướng mà lưu cái nghiệp đó như một nhân tố để đi vào, thì gọi là Bồ Tát lưu hoạt. Nói chung nhìn trong Phật học nó mênh mông lắm các vị. Những bài giảng tôi giảng với các vị phần lớn là những bài giảng về xã hội, gần gũi với đời sống thông thường của tất cả chúng ta. Còn Phật học là một mảng triết lý mà thật sự nếu tôi nói những triết lý này các vị nắm bắt không có được, và các vị cảm thấy giữa các vị và cái này nó xa rời như thế,
Các vị không biết nghe cái đó để làm gì? Bởi vì tất cả chúng ta phần lớn là bị dính mắc bởi cơm áo gạo tiền. Như vậy thầy chỉ tu phương pháp nào để có cơm áo gạo tiền, để tự do hạnh phúc mà đừng khổ đau tất cả những cái về cuộc sống thông thường. Còn tất cả những cái lưu hoạt gì đó, niết bàn, cực lạc gì đó, đó chuyện của mấy ai đó, chứ không phải chuyện tôi. Có phải không? Cho nên ngày xưa Phật giáo mình nó bị ảnh hưởng cái chỗ này. Các vị Tôn Túc Hòa Thượng á, giảng bài rất hay, giảng kinh thuyết pháp vô cùng hay, mà quần chúng không ai nghe hết á. Tôi hôm nay tôi hiểu tại sao người ta không nghe. Khi mình nghe mình cảm thấy rằng đây là những bài pháp quá tuyệt vời, nhưng tại sao quần chúng lại không có cảm nhận cái tuyệt vời đó? Có nghĩa là xin thưa các vị, ngày xưa quý hòa thượng quý thầy mình quá quan trọng về con đường xuất thế. Vì vậy tất cả giáo pháp được diễn ra, đạt giảng giải bằng con đường xuất thế không. Cho nên quý ngài lúc nào cũng đề cập niết bàn, cực lạc, giải thoát, chấm dứt sanh tử, không còn nhiễm ô. Tất cả những cái này những phàm phu thường dân của chúng ta không tiếp nhận được cái gì cả. Cuối cùng giáo pháp đã trở thành cái ngọn cây ở trên trển, còn tất cả quần chúng ở dưới đất là cỏ dưới này. Hai khoảng trời này không dính dáng gì nhau. Cho nên có những bài pháp rất hay mà quần chúng không tiếp nhận. Còn chúng tôi bây giờ thuyết pháp toàn là lá cải không à, đâu có nói được những cái gì cao thâm quyền diệu đâu, toàn là nói lá cải với mì ăn liền không. Mà các vị nghe được, bởi vì các vị thấy mì ăn liền đó, nó thích hợp với thời đại này, đúng không? Dễ ăn hả? Dễ làm hả? Không mất thời gian hả? Cho nên chính cái chỗ đó mà các vị thấy rằng, tôi nhiều khi tôi ngồi tôi so sánh một bài pháp của quý hòa thượng, tôi thấy tôi quá khoái liền, tôi rất là thích, nghe rất là mê. Mà tôi nghe lại những gì tôi giảng, tôi đâu mê đâu. Nhưng mà các vị thì lại khác. Các vị cảm thấy rằng à, tôi giảng nghe được, bởi vì nó gần với các vị hơn. Cho nên khi nào các vị đến con đường giải thoát, và các vị đến độ tuổi trưởng thành để đủ cái tầm nhận thức về giải thoát, thì lúc đó các vị mới bắt đầu tiếp nhận được những bài pháp này. Vì vậy trong Phật học nó bao gồm cũng từ cái căn cơ thấp nhất cho đến căn cơ cao nhất. Nó giống như từ lớp 1 cho đến lớp đại học vậy đó. Bây giờ các vị học lớp từ lớp 1 đến lớp 2, các vị khả năng các vị chưa biết chữ, chưa biết cộng trừ nhân chia, các vị phải học lớp 1 thôi chứ sao. Rồi có người nó người ta học giỏi, hoặc người ta thấy trời ơi lớp 9, lớp 10 hoặc là cử nhân thạc sĩ hay quá, cho nên đem dạy lớp 1 còn chưa học nữa, giờ dạy cử nhân sao học à. Thành ra ông có dạy hay cách mấy tôi cũng nhìn ông giống như không biết gì hả? Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng có những điều mà tôi nói với các vị, tôi đã từng giảng ở bên Úc, dường như tôi có giảng một cái bài giảng là 10 điều tâm niệm. Tôi có nói tại sao tôi giảng pháp mì ăn liền à, tôi có nói cái đó. Thật ra tôi giảng pháp tôi cũng cảm thấy giống mì ăn liền thiệt à. Nhưng mà tôi nói như thế này, Phật pháp cao siêu thật đấy. Nhưng mà nếu chúng ta giảng như ngày xưa, chúng ta giảng một cái gì triết lý cao thâm, để cho người nghe phải về suy nghĩ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, rồi mới bừng ngộ ra, mới cảm nhận được cái sự thâm thúy và cao siêu của câu đó. Tôi nói xã hội này không ai làm nữa cả. Xã hội này không có thời gian để làm, để kiếm tiền, bắt đầu mà ngồi đau đầu mấy cái chuyện đó. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa, nói gì nghe hiểu nghe, nói không nghe hiểu thôi không thèm nghe. Mệt rồi, đi vô công ty công sở đủ thứ để suy tư hết trơn, về nhà còn phải tư duy ba này nữa, nó đau đầu sao ngủ. Cho nên vì chỗ đó ai tư duy giùm nói rõ tôi nghe, còn không tư duy giùm không nói không nghe thôi. Cho nên chính cái thời này quý thầy buộc lòng phải tư duy giùm cho quần chúng, cho Phật tử, phải nghĩ ra cho cặn kẽ rồi phân tích nói cho người ta nghe, nghe được liền tiếp nhận, ngay đó không được thôi đóng bỏ đó, mai này quên mất tiêu không nhớ gì cả, thôi cần nhớ. Tại vì lo công ăn việc làm, đồng tiền, cuộc sống, tất cả mọi thứ nó đanh dây, hơi nào mà ngồi mà nặng ốc với những cái mà siêu phàm này. Vì vậy cho nên hôm nay một vị thầy giảng pháp không giống ngày xưa. Ngày xưa quý thầy giảng pháp nói một câu ta tư duy 3 năm muốn đau cái đầu luôn mới giác ngộ được. Bây giờ đừng nói tiếng hồ nó không làm nữa, chứ đừng nói 3 năm. Có phải không? Cho nên vì vậy hôm nay phải phương tiện trong vấn đề giảng pháp là phải phân tích nói ra chi ly thân tích từ chút vậy đó. À, nó giống như mì để sẵn nè con, chỉ cần chế nước vô ăn thôi, thậm chí chế nước rồi luôn nè con, ăn đi. Đó.
Chứ mì mà kêu mà nè lột vỏ đi con, rồi mới bỏ vô tô, rồi bỏ bột nêm vô, rồi nấu nước con chế quăng. Mì mà kêu vậy cũng chưa ăn nữa. Cho nên bây giờ mình phải nói là giảng pháp giống mì ăn liền, mà phải chế nước sẵn rồi mời ăn. Có phải không? Vậy thì quà mai ăn, còn mấy không ăn. Cho nên chúng ta phải thấy Phật pháp hôm nay nó phải là như vậy. Cho nên tôi nói thật với các vị, tôi cũng hiểu rằng mình trong Phật pháp nó có năm thừa: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác, bồ tát thừa. Ngày xưa quý thầy mình phần lớn giảng thanh văn, duyên giác và bồ tát thừa, giảng ba thừa này thôi. Nhân thừa, thiên thừa bỏ. Cho nên ngày xưa đám cưới đâu ai dám làm, đúng không? Chùa mà làm đám cưới hả? Chuyện đó chuyện trần tục, chuyện thế gian. Chuyện đó không phải của mấy thầy. Cửa chùa là thanh tịnh để tu, để giải thoát, để an lạc. Sao mà làm đám cưới trong này? À, có phải vậy không? Thầy tu mà ngày xưa mà giảng như tôi đó, chuyển quá nỗi đau phản bội là chết với thiên hạ. Có phải không? Tu mà giảng phản bội cái gì? Những bài tình yêu hạnh phúc quan trái chết luôn. Tu mà tình yêu quan trái cái gì? Tu là phải niết bàn, giải thoát, cực lạc. Đó, giống vậy. 10 năm trước mà mấy bài giảng này của tôi có là tôi bị đòn chết luôn đó các vị. Cho nên các vị biết rằng cũng chính chỗ này Phật giáo chúng ta đã cách ly một phản quá lớn với quần chúng. Trong năm thừa: nhân, thanh văn, duyên giác, bồ tát thừa. Cắt bớt hai thừa của người ta mất tiêu. Nhân thừa, thiên thừa cắt mất tiêu. Cho nên gọi là cắt đó mất tiêu thì đám cưới đâu có làm. Tư vấn tình yêu, hôn nhân, kinh tế, mọi thứ đâu có làm. Mấy cái đó là của phàm phu, của chúng sinh đâu làm. Rồi cuối cùng quần chúng từ bỏ đạo Phật hết. Giới trẻ từ bỏ đạo Phật hết. Ta thấy không cần thiết với người ta, không dính dáng gì với người ta. Tu giải thoát thì mấy ông thầy tu đi, mấy bà già sắp chết vô chùa tu đi, mấy ai không còn cuộc sống nữa vô chùa tu đi. Tôi thì không thể tu mấy đó được, phải không? Thành ra chính cái chỗ này Phật giáo chúng ta mất một số lượng quần chúng không thể tưởng. Cho dù gia đình là Phật tử mà cũng không thèm đi chùa, bởi vì đi đó đâu có gì đâu. Tôi đâu nghe được gì đâu, dính dáng tới tôi đâu. Nghe đó để nói sau khi chết cái gì không mà, rồi nó chết gì đó, nó thành gì đó, tôi thấy đâu có dính dáng gì tới đó. Cuối cùng Phật giáo sao? Bỏ bê nguyên cái này. Cho nên quá quan trọng vào thanh văn, duyên giác, bồ tát, quần chúng mất hết. Và quần chúng trở thành với đạo Phật có một cái gì xa lạ. Cho nên sau này các vị thấy ở đây tôi á, tổ chức đám cưới ở trong chùa là thường xuyên, nhất là những mùa gần Tết thì gọi là mùa cưới. Có phải mùa cưới không? Đăng ký lễ hàng thuận với tôi, tôi nói thật sự bây giờ tôi làm thiếu điều không muốn kịp. Đây là đúng là gậy ông đập lưng ông không? Tôi bài ra thành ra tôi phải lãnh đủ. Nhưng mà thật sự không bài thì ở đây rất tội nghiệp mọi người. Không bài không có lý do để người ta đến chùa. Không bài người ta không nhận ra được đạo Phật nó có giá trị thế nào. Bài ra cái gì là tôi mệt cái đó. Tôi nói gan câu, cho dù một người đến chùa quy tôi cũng làm, cho nên cuối cùng đi đến người không. Thầy con ở nước này, thầy con ở góc kia, thầy con ở chỗ nọ, thầy có nói trong đĩa đó, dầu một người thầy cũng quy y. Có phải gậy ông đập lưng ông không? Cho nên nhiều khi các vị biết hả, ra mà đáp y quy y nhưng mà trong lòng nó khó chịu lắm mà không dám nói. Có những khi lòng cũng dặn lòng nha, gan bài gan lãnh đủ nha, bài gan rảnh đi đó, dặn lòng như thế. Chứ nhiều khi mà ghét mà từng người lắc nhắc ghét tôi cũng nóng lắm chứ. Nhưng lỡ rồi, lỡ công bố rồi làm luôn. Cho nên các vị biết rằng Phật pháp nó rất là linh động. Cứ tu mà giữ một mực như công thức như thế này thì Phật giáo không thể nhập thế được, không thể đi vào đời được, không thể giúp cho quần chúng mà tiếp nhận Phật pháp được. Tôi nói thật sự, ngày xưa làm gì một buổi sám hối có một cái người đến chùa sám hối như hôm nay? Không thể nào. Nhưng hôm nay tại sao? Tại vì các vị hiểu được chúng ta cần nên làm gì đối với người con Phật, chẳng có gì cả. Cho nên vì vậy tôi nói thật, hôm nay tôi cũng rất là vui. Trong mấy năm qua, trong quá trình tôi đi làm đạo, thật sự với các vị cũng rất là gian nan, chẳng phải là chuyện bình thường. Cũng người chê kẻ khen, người yêu kẻ ghét, tất cả mọi thứ, cái nào cũng vậy. Nhưng mà cứ việc đó là chân mình mà đi vào đời, cãi nó.
Một bài giảng có người khen cũng có người chê cũng có người chấp nhận, có người không chấp nhận, thì cái vấn đề này phải chấp nhận thôi. Không? Bất cứ ai cũng vậy, không bao giờ được sự đồng tình hết của mọi người. Vì vậy quyết định làm thấy đúng lẽ thì cứ làm, chuyện chê khen chuyện của mọi người. Cho nên vì vậy để đưa đạo Phật vào đời không dễ tí nào đâu các vị. Liều mạng lắm mới dám đưa đạo Phật vào đời, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây các vị thấy rằng khi học tu rồi chúng ta mới thấy rằng Phật Pháp nó có giá trị vô biên, nhưng mà tại vì chúng ta chưa tạo cơ hội cho mọi người học Phật. Cho nên cuộc đời của các vị hãy dặn lòng các vị đi. Các vị đi chùa một bữa, các vị cũng không nghèo một ngày nào. Nhưng mà các vị làm thêm một ngày, các vị cũng không giàu lên được một tí gì. Nhưng mà biết đâu một ngày đi chùa học tu, hoặc mỗi ngày dành nửa tiếng một giờ tụng kinh nghe Pháp, tất cả các cái này nó sưởi ấm cõi lòng và mến giúp chúng ta có một nghị lực để đi tiếp với con đường rất là mạnh mẽ. Cái thời gian nó không nhiều nhưng mà lại tiếp sức cho chúng ta để tiếp bước trên con đường đi trong cái cuộc sống hồng trần này rất là tốt. Nhất là chúng ta là những người phàm phu sống trong tất cả những cái sự phiền toái của cuộc đời. Chúng ta không phải là bậc thánh, chúng ta không sánh với tất cả các bậc thánh được. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng người đã giải thoát hết thảy, đã dứt hết thảy buộc ràng là người đi đường đã đến đích, chẳng còn chi để lo sợ khổ đau. Bậc thánh không có lo sợ khổ đau, không sợ đói, không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết. Tất cả những cái đó đối với Ngài như là một giấc mộng. Những bậc thánh xem ra tất cả mọi hiện tượng sự vật cuộc đời này thành bại như một giấc mộng, không có gì bận tâm cả. Và tất cả các ngài là một người tỉnh mộng giữa cuộc đời này, là một người đã tỉnh mộng trong mở mắt chim bao. Cho nên người này không còn dính mắt, không còn gì nữa cả. Cho nên thật sự là một bậc thánh rồi, trong cuộc đời này không sợ khổ đau, không bị dính mắc với bất cứ một cái gì, lời qua tiếng lại hay là được mất, hơn thua, thành bại, không còn gì quan trọng nữa. Phải giác ngộ thật sự được như vậy. Ta không làm được như vậy nhưng mà hãy tập. Nếu không tập cái đời sống như một bậc thánh, có ngày ta cũng bị những cái này làm chúng ta khổ đau. Tình tiền tất cả mọi thứ nó đanh dây và nó làm khổ chúng ta. Những cái này là những cạm bẫy để làm chúng ta đau khổ. Những nhu cầu hưởng thụ của cuộc đời là cạm bẫy. Không có một nhu cầu hưởng thụ nào mà không có cạm bẫy cả. Tất cả mọi thứ đều có giá phải trả của nó. Vì vậy khi trang bị cho chúng ta một kiến thức về Phật học, thì chúng ta biết cái cách sử dụng và biết cái cách để điều tiết đời sống của chúng ta trong mọi lãnh vực, thì chúng ta tương đối an lạc hơn. Hôm nay chúng ta sẽ đi một cái phần đầu tiên trong phần dẫn nhập của phẩm A-la-hán. Và thời gian đã hết, chúng ta sẽ dành lại cho cái phần lần sau. Chúc các vị một đêm an lành. Và giờ này các vị cũng ở tại giảng đường này, chúng ta sẽ tụng những thời kinh sám hối tiếp theo. Giờ này mời các vị khởi thân hồi hướng. Là gì đại Phật? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chim bay giữa hư không vô tận, xa não phiền, xa cuộc sống phù vân, tâm an định, tâm giải thoát thanh cao, không ngã mạn và sắc trần không vương, bậc chánh chi A-la-hán vô vàng, dứt buộc ràng, giác ngộ lý chân thường, bậc trọn lành, tham sân si đoạn diệt, là ruộng phước cho
cho nhân thiên.